Các bác nghe tiếng mic thôi, các bác cũng biết được là nó có thoát tiếng mic hay không, nó có hay hay không rồi, các bác nhé. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Thanh Trúc nhé. Hôm nay đây thì em sẽ lại lên một cái cấu hình dàn mà em lên khá là nhiều rồi. Và em cũng làm rất là nhiều về cái dòng dàn này cho các quý khách gần xa. Đây là một trong những bộ dàn mà với cái tầm giá rất là, có thể nói là rất là bình dân hết mức bình dân rồi các bác nhé. Với cái tầm tiền mà một bộ dàn có bao gồm một quả súp BB Bát 30 này, gỗ lạng, con này là bản súp gỗ lạng, thùng vách rất là đẹp chắc chắn, và một con đẩy Golden xe 8 và một con vang D9 bản cao cấp của Carfan nhé, bản cao cấp nhất hiện nay của Cổng Quang. Con này rất là hay, em cứ giới thiệu lại cho các bác luôn là con này mới tầm khoảng mấy dòng X5, X6 là bỏ lại tiền. Con này nó rất là chuyên nghiệp, nếu mà bác nào hát được tốt đấy, hát được hay đấy thì em sẽ để ở cái chế độ mà phải nói là có thể là những người hát chuyên nghiệp người ta rất là thích hát. Con này nó thiên về chuyên nghiệp đấy, con này làm FL rất là tốt luôn đấy. Nó có những cái hiệu trong cái phần mềm của nó có những cái chế độ chỉnh mà cho ra những cái tiếng, chất tiếng của nó là vô cùng là chuyên nghiệp luôn. Đấy, nếu mà bác nào mà hát thực sự hát chuyên nghiệp rất thích con vang này luôn. Ai nhắn tin nhiều quá. Và một bộ mic không dây HA900 Pro mã mới nhất của AV Pro kết hợp với một đôi loa full 30 GB 6012. Nguyên một cấu hình dàn như này bác hình dung là trong cái tầm giá 15 triệu đồng. Thực ra đối với một người lao động thì 15 triệu đồng không phải là nhỏ quá nhá. Nhưng thị trường nó là như vậy rồi bác ạ. Đối với một bộ karaoke mà có cả súp mà với giá 15 triệu đồng mà để làm được nó hay là một cả vấn đề khá là lớn các bác nhé. Ở cái mức giá gọi là giá tầm bình dân nhất rồi. Còn cái thị trường thì mình phải theo thôi. Còn cái thu nhập của mình thì mình không thể tính được các bạn ạ. Với cái thị trường hiện nay thì với cái tầm giá 15 triệu đồng là một combo karaoke gia đình bình dân rồi. Bình dân nhất nếu như có súp. Có súp vào là thuộc dạng dòng dàn bình dân nhất rồi. Mà em vẫn cứ đảm bảo được cho các bác về, các bác nghe ok, hát hay. Tất nhiên em không dám nói nghe hay vì nghe hay thì nó rất là khó. Rất là khó vì nghe tai mỗi người một cái gu nghe khác nhau. Đấy, còn để nghe hay thì nó vô vàn. Còn hát trong tầm giá này em khẳng định là trong tầm giá hoặc trên tầm giá có rất nhiều bộ còn phải trả lại tiền. Đấy. Và cái ngày hôm nay đây thì em lên cái bộ dàn này cho anh Trọng Mến. Anh ở Kim Bôi Hòa Bình hay sao đấy. Đông Bắc Kim Bôi Hòa Bình. Đấy. Anh đã đặt khá là lâu rồi, ngày hôm nay là 5 ngày, thực sự xin lỗi anh Mến rất là nhiều. Vì thời gian vừa rồi thì em đi lắp ở khu đây ấy, khá là nhiều nên không có thời gian mà lên video cho anh. Hôm nay thì em lên video cho anh và các bác cùng xem cái cấu hình dàn này rất là hay. Và hiện tại đấy thì cái cấu hình này em khẳng định là 10 bác dùng thì 10 bác đều ok cả. Nó rất là hay đấy nhá. Và hôm nay thì em sẽ chỉ sâu hơn về cái cách lô chương trình nhỉ, để anh Mến, anh Trọng Mến, có thể là chắc là vợ anh tên là Mến, anh tên là Trọng đúng không? Anh lưu ý xem giúp em. Tất cả cái phần hiệu chỉnh các bác hết sức lưu ý là em đã để cái con đẩy như thế này. Thì về các bác để nguyên cái con đẩy như thế này cho em nhá. Để nguyên như thế này cho em. Còn nếu các bác thích nhỏ thì đây, có cái nút music đây. Bác vặn nhỏ lại nhá. Chứ rất nhiều bác về là thấy muốn cho nhỏ cứ để như thế này, vặn xuống này. Xong rồi tới khi hát cũng lại để nguyên như thế này. Thì các bác ơi không hát được đâu nhá. Cứ để nguyên này cho em. Khi tắt thì cứ thế tắt nó luôn. Còn muốn cho nhỏ, cho to thì đây mình có cái nút music ở con vang số đây. Mình cho to, cho nhỏ ở đây rồi nhá. Còn đây là cái nút affect, affect tức là cái vang nhại. Khi mà mình em cài như thế mà các bác thấy là cái vang nhại nó chưa nhiều, chưa ứng theo các bác thì các bác có thể chuyển chế độ đây mà chuyển rồi. Ví dụ chuyển về eco rồi vẫn muốn nhại nhiều hơn thì các bác phải tăng lên hoặc giảm xuống. Đấy, hoặc các bác đang hát ở chế độ eco nhá. Thì các bác thấy nhại nhiều quá thì các bác có thể vặn đây nó cũng giảm nhại cho các bác. Đấy, bác muốn tăng lên thì bác vặn lên nó cũng tăng nhại cho bác nhá. Tăng vang nhại đấy, mình kiểu nói đơn giản cho dễ hiểu thôi. Chứ còn eco gì vào thế này. Và đây là nút mic này. Đấy. Ở cái không gian em cài thì em cài không cài trực tiếp, em cài từ xa. Thế nên là em sẽ căn cái không gian của các bác là em sẽ cài ở cái mức trung trung nhất. Ví dụ các bác về các bác không gian thì bác rộng thoáng,
bác có thể là hát thế ok rồi thôi, không ok bác tăng thêm tiếng mic một chút đấy đấy. Đây mình điều khiển hoàn toàn là con vang thôi, mình không phải điều khiển ở đâu cả. Còn cái mic này mình cũng không động làm gì nhá. Điều khiển hoàn toàn con vang thôi. Áp vang nhại này, nhạc này, mic này, bác sử dụng hết là vang cho em. Và đây trên cái thông số màn hình con vang thì em đọc luôn để cho các bác hiểu này. Để các bác có thể là sử dụng cái phần bên này với cái phần màn hình cho nó hợp lý. Đây là VOD, tức là cái đường vào của nó là đang là đường VOD. Bác hiểu chưa? Đây là VOD, là đường vào đang là đường VOD. Đấy, thì để mà lựa chọn đường vào. Ví dụ là các bác về các bác không thích chạy VOD mà các bác lại thích vào bằng cổng quang. À, trong đằng sau nó có một cái lỗ cổng quang thì bác có thể cắm trực tiếp dây quang từ TV xuống, khoảng mất 300.000 nhá. Mà đấy, ví dụ các bác muốn chạy cổng quang cắm trực tiếp dây quang xuống từ TV xuống, không phải qua cục chuyển đổi, thì các bác bấm chữ input cho em. Đây, input ở đầu vào mà. Đấy, bấm một cái là nó sang chữ BMG. BMG thì vẫn là đường AV. Đấy, bấm tiếp phát nữa nó sang optical. Đây sẽ là cái đường vào cho các bác, là đường bằng cổng quang, tức là cắm dây quang trực tiếp từ TV xuống, không qua cục chuyển quang nữa các bác nhé. Vậy sau khi các bác đã chọn, bây giờ em cứ nói là các bác chọn trước đi nhé, chưa trải các bác cách lưu đâu. Đấy, chọn ví dụ chọn đường vào bằng cách này đấy. Còn nếu mà bác về bác cũng chạy AUX thì bác lại bấm về, bấm input này, bấm về VOD cho em. Đấy là chạy cái đường mặc định em làm. Có cái thông số thứ hai P01, tức là đang ở chương trình 1 nhé các bác nhé. P01 tức là đang ở chương trình 1. Các bác lưu ý, các bác xem kỹ giúp em. Các bác xem có thể là các bác đang sử dụng những con vang ở nhà các bác, nó cũng có phần nào giống nhau đấy các bác. Những con vang số thì đa phần là nó cũng tương tương nhau. Nếu như các bác giỏi một con thì con nào các bác cũng làm được thôi, con nào bác sử dụng thôi nhé. Nhưng mà các em không thừa đâu, xem để biết thêm thôi. Đây là P01. Ví dụ là con vang khác thì có thể nó ký hiệu là một cái gì đó, ví dụ là M01 chẳng hạn, tức là một chương trình 1 chẳng hạn. Đấy, các bác lưu ý như thế. Các bác phân tích những cái thông số trên này. Đây là P01, tức là đang chương trình 1. Bây giờ bác về bác hát, đầu tiên em để chương trình 1, bác thấy nó nhiều nhại quá, bác muốn chuyển chương trình, bác thử chương trình khác thì bác làm thế này cho em nhé. Ở trên này nó có cái nút DSPM này, cái nút đầu tiên của này, bác bấm một cái cho em. Đấy. Thì màn hình hiển thị như thế này. Sau đó thì bác vặn cái nút tròn này, đấy, vặn nút tròn này. Bác vặn cho nó về chương trình 2 đi. Đấy, bác muốn thử chương trình 2 xem thế nào. Đấy. Sau khi bác vặn chương trình 2 rồi thì bác lại ấn lại cái nút vừa rồi, ấn một cái. Dạ vâng. Đấy. Đó chính là nấm linh là xanh. Nó lôi. Đây là một thảo dược. Nó lôi chương trình 2 ra thôi. Bác nhá. Đấy. Em đang giảm âm lượng vì em chuyển sang chương trình 2 thì cái âm lượng nó lại trở lại cái mức cao nên em phải giảm nó đi. Nó lại sang chương trình 2 rồi. Đấy. Thế về bác muốn thử chương trình 3 thì bác cũng thử chương trình như tương tự như vậy thôi. Đấy. À, còn khi nào mà ví dụ mà bác hát ở cái chương trình nào bác thấy là mình yêu chương trình đó và mình sẽ thường xuyên hát cái chương trình đó nhé. Ví dụ mình tìm được cái chương trình mình ok rồi, mình thấy phù hợp với cái chất giọng của mình phù hợp với cách hát của mình. Mình là người hát nhiều chứ hàng xóm hát không mấy đâu. Thì lúc đó mình sẽ lưu nó lại để lần sau bật lên nó sẽ về chương trình đấy bằng cách. Bây giờ đang ở chương trình 2, ví dụ là bác yêu thích chương trình 2 này và bác muốn thường xuyên hát ở chương trình 2 nhé. Vừa rồi là em dạy cách lôi rồi nhé. Bây giờ là khi là lôi ra được rồi ấy, thì bác thấy là bác yêu chương trình 2 thì bác sẽ giữ nó lại để lần sau bật lên nó sẽ là chương trình 2, thì bác làm cái này cho em. Ấn vào phím lock, ấn và giữ phím lock. Bác nhìn đây này, em giữ nha, cứ giữ rồi ok. Vậy là nó đã về chương trình 2, lần sau bác bật lên nó sẽ mãi mãi là chương trình 2 cho các bác nhé. Và bây giờ bác muốn lưu các cái thông số thay đổi. Ví dụ bác muốn thay đổi cái thông số mic để tất cả các bác cùng xem nhé, nhiều bác chưa biết đâu. Ví dụ bác muốn cái music này nó to lên này, bình thường em đặt là có 30 chẳng hạn, bác bảo là bật 30 thì hơi bé, mình muốn lần sau mình bật lên nó là 40 thì làm như thế này các bác nhé. Các bác lưu ý xem video, các bác phải xem cặn kẽ chứ đừng có xem tua đi rồi đến lúc không hiểu đâu. Ví dụ là music mà em đặt nhỏ quá bác muốn đặt to lên, lần sau bác bật bác không phải vặn nữa, thì bác làm như này cho em. Vặn music lên, các bác lưu ý nghe này, vặn music lên, cứ vặn lên. Các chị dù mua ở nhà thuốc, mua bệnh viện hay mua ở đâu, em đảm bảo không có một ai dám cam kết với các chị về hiệu quả. Bởi vì vặn sao? Bởi vì các chị có biết được người chủ thật sự là ai đâu, chỉ có anh. Khi vặn lên rồi các bác nhé, vặn lên em chọn là lên 45 này. Đấy, mình vặn lên music là 45 rồi. Thì mình muốn là music của mình lần sau mở nó cứ là ở 45. Thì mình vặn lên 45, đúng không ạ? Vặn lên 45 sau đó bác ấn phím lock này một cái. Ấn lock và giữ. Đây, phím lock đầu tiên đây này. Đấy, lock và giữ. Ok. Thì lần sau bác mở lên nó sẽ mãi mãi là 45 nhá. Hoặc mic cũng vậy, affect cũng vậy. Ví dụ affect con này có 55 thì bây giờ em tăng lên. Ví dụ các bác em đặt ở 55 đi thì bác về bác hát thấy là mình hát ở cái tầm khoảng 70 thì mình thấy nó phù hợp hơn.
thì các bác vặn nó về 70 cho em. Đây cái nút áp phích đây. Các bác vặn về 70 cho em. À, vặn về 70 sau đó thì bác ấn phím cắp lốc này. À, ấn cho nó lưu lại, ấn giữ. Giữ là nó lưu. Đấy, vậy lần sau mặc định các bác bật lên nó sẽ là 70. Con này rất dễ sử dụng thôi. Ví dụ như con mic này. À, hôm nay bác hát bác thấy cái mic 35 thì hơi đuối. Mình vặn lên 36 thì mình thấy nó ok. Vậy lần sau mình chỉ để nó là 36 mình hát cho dễ thôi. Thì mình không phải vặn lên vặn xuống nữa. Thì mình sẽ lại vặn cái phím mic này lên. Cho nó lên 36, phải không ạ? Đấy. Cho nó lên 36. Sau đó mình lại ấn phím cắp lốc và mình giữ. Nó sẽ lưu lại và lần sau mình lôi lên nó sẽ như thế. Đấy. Cái con này lưu chỉnh rất dễ thôi các bác nhá. Dễ lắm. Đấy. Thế nên là cái sử dụng con vang là rất dễ, nhưng mỗi video thì em sẽ cố gắng là em sẽ dành một cái chút thời gian để em nói thêm, vì là mỗi bác lên video nó rất là bận, không có nhiều thời gian, mỗi bác phải chỉ có một chút thời gian thôi. Nên em tranh thủ em làm mỗi video em sẽ nói thêm một chút. Và hôm nay thì em sẽ không hát vì bác, vì lý do là cái hàng xóm này em đang để chương trình 2, bây giờ em chuyển sang chương trình 3. Bây giờ em gọi chương trình 3 này, em bấm vào cái này này. Đấy, xong gọi chương trình 3 này, có khách đang gọi. Em lại bấm vào nó phát nữa này. Lên to quá phải vặn nhỏ music đi. Đó. Có khách đang gọi. Hôm nay thì em không hát vì ở bên hàng xóm người ta đang tổ chức đám cỗ, đám cưới hai bên, người ta ăn cỗ. Nếu mà em hát thì họ dùng bát đĩa đi, mất hay. Em alo một vài câu thôi, em alo để các bác nghe được tiếng mic là ok rồi. Các bác cứ nghe được tiếng mic là ok rồi nhá. Không phải hát đâu. Em hát thì kiểu gì nó cũng nghe cũng được, kiểu gì cũng ra tiếng rồi. Nên em alo để các bác nghe được tiếng mic thôi nhá. Các bác nghe tiếng mic thôi, các bác cũng biết được là nó có thoát tiếng mic hay không, nó có hay hay không rồi, bác nhé. Nói chứ, kêu à? Mic đang để bao nhiêu đấy? À quên, em tắt mất đẩy rồi, lấy đâu nó kêu. Đấy, đang bật nhạc thì lại... Đang bật nhạc, vừa tắt đẩy đi, giờ bật đẩy lên. Đấy, em alo qua tiếng mic thôi, các bác nghe được cái tiếng của nó thôi. Còn cái con đẩy nó khởi động rất là hay nhé. Nó không ăn ngay nhạc đâu, từ từ nó lâng nhạc dần, nó không bị sốc loa mình. Đấy ba. Lật 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Em chỉ alo thôi là các bác nghe được cái tiếng mic nó ok rồi. Đấy. Trong rõ. Và cái khoảng thời gian không gian nhà bác Mến ngồi khá là xa nên em để tiếng mic khá là lớn bác nhá. Về bác sẽ tự căn chỉnh cái tiếng mic của bác. Bác cảm thấy tiếng mic ok rồi để nguyên. Tiếng nhạc ok rồi để nguyên, còn không tăng giảm. Sau đó mình lưu vào. Lưu bằng cách nào? Cứ tăng giảm tự do, sau đó là bấm cái phím lốc này nó lưu vào thôi. Lần sau bật lên nó sẽ như thế nhá. Anh tăng giảm music của mic ở chỗ đấy. Còn không phải làm thêm cái gì cả. Tất cả để nguyên cho em nhé, đừng có sợ vào. Còn một cái điều nữa mà em nhắc rất là nhiều rồi. Các bác dùng dàn các bác chưa có kinh nghiệm. Ví dụ khi mình nghe nhạc nhỏ du dương ấy thì cái tiếng trầm nó sẽ không to đâu. Đó. Thì lúc đấy tăng tiếng trầm lên. Tăng trầm ở đằng sau kìa, sau trầm nó có cái nút kìa, tăng tiếng trầm lên, nghe tăng độ trầm lên. Nhưng khi bắt đầu mình nghe to thì mình lại phải giảm cái trầm xuống, không nó vỡ bố trầm của mình mất các bác nhá. Bởi vì tiếng trầm là nó ăn theo tiếng music, vâng ạ. Nên khi music nhỏ, rất nhỏ thì tiếng trầm mình nghe nó sẽ không lớn. Bởi vì bọn em cài bọn em phải tính, nếu mà để các bác nghe rất nhỏ như thế mà tiếng trầm lớn thì khi các bác nghe to thì vỡ bố trầm. À, nên là bọn em chỉ để rất là ít thôi, vừa phải thôi, để đảm bảo khi nào bác hát ở cái mức gần cực đại là nó phù hợp là vừa. Còn khi bác nghe nhỏ thì bác tăng trầm lên có thể tăng hết cỡ cho em để nghe cho hay nhá. Còn khi nào mình hát to là mình phải giảm trầm xuống, nên là các cách sử dụng rất nhiều bác còn chưa lưu ý, chưa biết cách sử dụng, nó hỏng đồ của mình ra đấy. À, vâng, thì cái video này em tuy rằng không hát nhưng mà nó khá là dài. Mình cảm ơn anh Mến rất là nhiều và cảm ơn tất cả các bác đã thường xuyên theo dõi video. Bác nào có nhu cầu sử dụng những bộ dàn âm thanh karaoke thì liên hệ trực tiếp với Thanh Trúc nhé.